Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghê. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về truyện hay sách nào nhé. Chương 221, bất ngờ. Cùng Mama vẫn không hiểu, nếu quận Vương Phi đã đoán được, tại sao không nói thẳng ra với Tề nhị nãi nãi, để cho Tề nhị nãi nãi biết được chúng ta không hề mù mịt trong chuyện này. Lúc đó nên nói thế nào đây? Chỉ cần mở miệng tất nhiên sẽ toàn những lời lẽ chẳng hay họ gì. Châu Lang Huyên thông minh như vậy, có những lời không cần nói huỵch toẹt ra đối phương cũng sẽ hiếu. Chưa kể bên cạnh còn có Ngũ Vương Phi chỉ trực chờ quạt gió thêm cùi. Cho dù nàng muốn bộc lộ sự bất mãn của mình cũng phải chọn lúc không có người ngoài. Lâm Di nhìn Cùng Mama, Cùng Nhị ra ngoài mua bán dược liệu mà không thông báo với quản sự trong phủ một tiếng, dựa theo gia pháp. Ta cũng không thể bao che cho cậu ấy, bất kể là ai cũng phải tuân thủ gia quy, bởi vì chỉ cần bỏ qua một lần thì tương lai lại sẽ có kẻ khác phạm quy, bảo cậu ấy đi chịu phạt 20 gậy trước, cắt tiền công tháng này, ngoài ra cũng ngừng việc hiện giờ. Lâm Di vừa nói vừa đưa lệnh bài phân công cho Quất Hồng đi làm việc. Người cầm lệnh bài có quyền thay mặt gia chủ điều động hạ nhân khác. Cùng Nhị đã phạm lỗi, nên bị phạt. Là thị tỷ của nàng thì nàng càng không thể che chở. Cùng Mama biết con trai đã gây họa lớn cỡ nào, giờ chỉ chịu chút đau đớn da thịt cũng chẳng tính là gì. Lâm Di dặn tiếp, vợ Cùng Nhị cứ tiếp tục đến trải đầu cho ta như thường lệ, trước khi tra rõ đầu đuôi mọi chuyện, trong phủ không được nhiều lời về chuyện này. Cùng Mama gật đầu đáp lại. Lâm Di quay vào buồng tiếp tục xem sổ sách thôn trang đưa tới. Trong phòng Chu lão phu nhân, thân Mama thấp giọng báo cáo, sau khi trở về từ Tề gia, quận Vương Phi vẫn luôn trong phòng xem xét sổ sách à? Không cần nghĩ cũng có thể biết quận Vương Phi đến Tề gia để làm gì. Đương nhiên là vì phát hiện người bạn thân thiết đã ở trước mặt Thái Hậu nương nương nói những lời bất lợi cho mình. Chu lão phu nhân gật đầu, tiếp tục xem kinh Phật trong tay, cũng khó cho nó. Đây là lời thật lòng, tuổi còn nhỏ mà có thể hành xử điềm tĩnh như thế, thật sự rất hiếm thấy. Bà ta nghĩ tới hai người con dâu của mình, nếu hai đứa kia có thể bằng một phần của Trần Thị, ta đã không phải nhọc lòng đến vậy. Thân Mama biết Chu lão phu nhân đang nói tới đại thái thái Chân Thị và nhị thái thái Quách Thị, nô tỳ cũng cho rằng sau khi biết chuyện, Khang quận Vương Phi sẽ trở về nhà mẹ bàn bạc hướng đối phó. Nào ngờ nhị tiến viện vẫn yên tĩnh như bình thường. Rõ ràng hành động của Tề nhị nãi nãi đã khiến quận Vương Phi bị đả kích nặng. Bằng không quận Vương Phi đã chẳng lập tức tới Tề gia ngay sau khi biết chuyện Cùng Nhị có qua lại với gã sai vặt nhà họ. Xưa nay Khang quận Vương Phi luôn giữ vẻ mặt bình thản, giờ đột nhiên biết bị người mình luôn tin tưởng phản bội, nhất định sẽ rất đau lòng. Thân Mama nghĩ tới đây, liền thấy vô cùng khoái chí. Dạo gần đây đại lão gia và nhị lão gia luôn khiến lão phu nhân phiền lòng. Lại thêm quận Vương gia bận tìm cách thoát khỏi khốn cảnh mà kéo đại lão gia xuống bùn cho bằng được, khiến đại lão gia rước danh xấu say rượu liên thất đức. Vì vậy lần này coi như quận Vương gia, quận Vương Phi bị báo ứng dối. Thân Mama mỉm cười, lấy chủy mỹ nhân đâm chân cho Chu lão phu nhân. Chu lão phu nhân cầm chén trà lên uống, sau khi Trần Thị biết được là ai hại mình, hẳn sẽ lên tinh thần chuyên tâm đối phó với người đó. Lâm Di xem sổ sách đến quên thời gian, Bạch Thược đi đến trước mặt nàng, nhỏ giọng nói, bữa tối đã được chuẩn bị xong, nhà bếp hỏi bao giờ thì bày lên được hả? Lâm Di liếc nhìn đồng hồ cát, chờ quận Vương gia về hãy bày. Nói xong nàng mới nhớ Chu Thập Cửu đã đi Thiên Tân rồi, đúng là thành nói quen rồi thì không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Trong nhà không còn ai khác, mang thức ăn đến Tam Tiền Viện đi, ta sẽ ăn cùng với lão phu nhân. Bình thường phải thuận theo giờ giấc của Chu Thập Cửu, bây giờ chỉ còn trưởng bối trong nhà, đương nhiên phải lấy trưởng bối làm trọng rồi. Bạch Thược tần ngần, nếu quận Vương Phi không muốn sang đó, nô tỳ sẽ truyền lời rằng quận Vương Phi bận. Không cần đâu, Lâm Di cười nói, không tới 2 ngày lão phu nhân sẽ lên tiếng bảo ta khỏi qua nữa ngay ấy mà. Hai người họ đều chướng mắt nhau, cũng chẳng phải là nàng đơn phương ghét Chu lão phu nhân, lúc trước chưa viện cớ thường qua đó. Giờ chính là thời điểm tốt khai thông tình cảm, nhân tiện thám thính tin tức luôn. Lâm Di đến phòng Chu lão phu nhân dùng cơm tối, hai người khách khi diễn màn mẹ hiền dấu hiểu một bận xong Lâm Di mới trở về phòng mình. Nàng đang ngồi nghỉ ngơi trên kháng đặt gần cửa sổ thì Bạch Thược bước vào, nhỏ giọng báo, Tề gia đưa tin tới, nói Thường Vọng ra ngoài mua bán thảo dược là do được người quen bỏ nhỏ, cha cậu ta đang bệnh, cần thuốc tốt kéo dài tính mạng, nên ban đầu cậu ta chỉ muốn tìm sâm núi cho cha. Có người cố tình dẫn dắt Thường Vọng tới chỗ Cùng Nhị, Cùng Nhị chuyên bỏ mối sâm núi, Thường Vọng lại đang cần vị thuốc này, đương nhiên sẽ trăm phương nghìn kế làm thân với Cùng Nhị. Lâm Di hỏi Bạch Thược, người quen của Thường Vọng là gia nhận nhà nào? Bạch Thược lắc đầu, Tề gia không có nói, chỉ nói đầu đuôi là lỗi của Thường Vọng, muốn giúp chúng ta tìm nhà bán sâm cho Cùng Nhị. Thật ra cũng không cần, nàng đến chỗ Châu Lang Huyên không phải vì muốn Tề gia giúp đỡ, nàng chỉ muốn để Châu Lang Huyên hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu thôi. Năm đó nàng định gả đến Tề gia, nhưng sau khi biết chuyện Hoàng thượng tử hôn, nàng không còn nghĩ tới chuyện cưới hỏi với Tề gia nữa. Bạch Thược nói tiếp, bà từ ra ngoài hỏi thăm về kể bên ngoài đã có lời đồn đại, rằng Tề nhị nãi nãi ngã bệnh là vì bất hòa với Tề nhị gia. Quả nhiên, hết con sóng này đến cơn sóng khác, không cho nàng cơ hội thở lấy hơi. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, phía thẩm nương chắc chắn có đổ thêm dầu vào lửa, ngoài ra nhất định còn có người khác ẩn sau màn âm thầm sắp xếp. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện như đang bày ra trước mắt, nhưng vẫn còn bị che phủ bởi một tờ giấy mỏng, mãi không thể xuyên thủng. Chỉ dựa vào lời đồn bên ngoài thì không thể khẳng định rằng nàng và Tề Trọng Hiên có tư tình với nhau, nếu muốn khiến tất cả tin phục, nhất định phải là người bên cạnh nàng lên tiếng mới đáng tin. Nàng là con gái Trần gia, thanh danh bị chát bùn chắc chắn sẽ liên lụy tới toàn bộ nữ giới trong tộc, cho nên nếu là phụ nữ Trần thị mở miệng, người ngoài sẽ tin tưởng 8 phần. Đối phương đã cất công bày bố cục diện như thế, không thể nào chỉ quấy lên một lời sầm xì rồi thôi. Trong trường hợp xấu nhất, nếu thật sự có nữ giới Trần thị ra mặt lên tiếng, người này sẽ là ai? Lâm Uyển tất nhiên sẽ không làm chuyện đó, chỉ có Lâm Phương mới làm mấy chuyện hai người mà không lợi mình thôi, và kẻ xúi Lâm Phương làm thế, đương nhiên chính là Lâm Chính Thanh. Không phải tự nhiên mà nàng đưa ra giả thiết như vậy, lần trước gặp ở Trần gia, từng câu từng chữ của Lâm Chính Thanh đều bao hàm ẩn ý. Lâm Di dặn Bạch Thược, cho người theo dõi Lâm gia thật chặt, có tin tức gì trở lại nói cho ta ngay. Bạch Thược đáp lại. Lâm Di rửa mặt xong rồi lên giường nằm, Quất Hồng vào kiểm tra cửa sổ, mới đó mà trời trở lạnh rồi, bên ngoài gió to lắm, chẳng biết nửa đêm có mưa không nữa. Nô tỳ đổi chăn dày hơn cho quận Vương Phi nhé. Lâm Di cũng cảm thấy đêm nay hơi lạnh. Mỗi tối đều là Chu Thập Cửu lên giường trước, nên lúc nàng nằm xuống thì chăn đã được ủ ấm rồi. Nàng dễ bị tảnh chân từ bé, vậy mà sau khi thành thân tại chưa từng giật mình tỉnh giấc nửa đêm vì chân bị lạnh. Đổi chăn xong, Quất Hồng nhỏ giọng hỏi Lâm Di, hay nô tỳ cho người rời giường vào buồng ngủ cùng quận Vương Phi. Quất Hồng sợ nàng vì chuyện của Châu Lang Huyên mà khó chịu, nên muốn ở lại bầu bạn với nàng. Lâm Di mỉm cười, không cần, em cứ ngủ bên ngoài đi, có gì cần ta sẽ gọi. Nghe vậy Quất Hồng mới bung đèn ra ngoài. Lâm Di nằm xuống, miên man nhìn tấm rèm vàng nhạt trên đỉnh giường. Ngoại trừ hại nàng, Lâm Chính Thanh còn đang không ngừng nhắc nhở nàng, rằng nàng đã sai lầm khi gả cho Chu Thập Cửu. Cũng buồn cười thật. Người thiếu chết nàng trong phòng cưới ở kiếp trước giờ lại dạy nàng như thế. Nếu quả thật Lâm Chính Thanh có chi nhớ của kiếp trước, vậy hẳn nên biết, hẳn mới chính là kẻ nàng nên tránh xa nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Di lại không tự chủ được nhớ tới giấc mộng mấy đêm trước. Dường như nàng không bị thiêu chết trong đêm tân hôn, còn nghe được hạ nhân nói về chuyện Thành Quốc công làm phản, sau đó được cứu ra ngoài. Ngộ nhỡ giấc mộng đó là thật thì sao? Chỉ nhớ về kiếp trước của nàng không hoàn toàn trọn vẹn. Lâm Di bỗng thấy bồn chồn, ngồi dậy mang giày vào đi rót cho mình chén nước ấm, sau đó tới đứng cạnh cửa sổ nhìn đèn lồng đỏ chập chờn bên ngoài. Quận Vương Phi, ngoài cửa bỗng vọng vào tiếng của Quất Hồng, quận Vương gia cho người trở về báo tin à? Nói thế nào? Lâm Di đi đến bên giường khoác thêm áo rồi ngồi chờ Quất Hồng mở cửa vào, nhưng thật lâu sau vẫn không thấy tiếng động gì. Nàng vừa định lên tiếng hỏi thì bên ngoài vang lên tiếng mở cổng từ Tốn, tiếng chân Quất Hồng đi vài bước, rồi cửa được khép lại, một lát sau, cửa phòng mới mở ra. Một bóng dáng cao to bước vào, Lâm Di giật mình, nhíu mày định lên tiếng trách cứ, nhưng mọi lời lẽ đều bị nuốt ngược trở vào khi vừa nhìn rõ người vào là ai. Một khuôn mặt và nụ cười quen thuộc là Chu Thập Cửu. Lâm Di mở to hai mắt, chẳng phải quận vương gia đi Thiên Tân ư, sao vẫn còn ở trong kinh? Quất Hồng tự tay mang nước vào, dùng khăn sạch lên rồi khom người lui ra. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, Hoàng thượng lệnh cho quận vương gia đến Thiên Tân tra án, quận vương gia lại không đi, bị người ta biết được phán tội khi quân thì sao? Chu Thập Cửu mỉm cười, cởi áo choàng trên người ra, thế nên ta mới về vào giờ này, quản sự xua bà tử canh cửa đi chỗ khác, chỉ nói ta sai người hồi phủ báo tin thôi, không mấy người biết được đâu. Dù vậy cũng liều quá mức, lại đang trong giờ phút quan trọng. Đến Hoàng thượng cũng phải người nhìn chằm chằm bọn họ. Chu Thập Cửu đưa mắt nhìn chén trà trên bàn thấp, đưa tay cầm lấy. Lâm Di ngăn lại, đó là chén ta vừa uống, để ta đi rót cho quận vương ra chén khác. Chu Thập Cửu vẫn nâng chén uống một hớp, trà còn ấm, chàng ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn Lâm Di, không ngủ được sao? Lâm Di lắc đầu, không phải ạ, thấy khát nên dậy uống trà thôi. Chu Thập Cửu xoay người đi vốc nước rửa mặt, sau đó dùng khăn lau sơ qua. Lâm Di còn muốn hỏi Chu Thập Cửu chuyện ở lại trong kinh, song vừa tới gần thì đã bị chàng ôm eo kéo đi về giường. Lâm Di nằm trên giường êm, Chu Thập Cửu đứng bên giường thay quần áo. Áo ngoài màu xanh ngọc được cởi ra, kế tiếp là áo lót bằng lụa trắng, để lộ bờ vai rộng, cổng ngực cơ bắp, phần eo rắn chắc làm nổi bật hai rãnh sâu hoắm kéo dài miên man. Xong xuôi, Chu Thập Cửu vén chăn lên chui vào. Chi phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V, đường này còn được gọi là nhân ngư tuyến hay đường nhân ngư. Vừa chạm vào chăn, hai mắt Chu Thập Cửu hơi sáng lên, nụ cười trên môi thêm tươi, đổi sang chăn dày rồi này. Lâm Di gật đầu, thấy hơi lạnh nên cho họ nhận đổi luôn. Không rõ vì sao nhưng dường như sự thay đổi nhỏ này của Lâm Di khiến Chu Thập Cửu rất vui vẻ. Chẳng lẽ Chu Thập Cửu cảm thấy nàng không ngủ được là do không quen khi thiếu mình. Không có mình bên cạnh nên thấy tảnh, mới đổi chăn dày hơn. Lâm Di đỏ mặt, không nghĩ tới vấn đề này nữa, vẫn chưa hỏi rõ chuyện quan trọng kia kìa, sao Chu Thập Cửu tại không đi Thiên Tân. Chương 222, phản đòn. Chu Thập Cửu ôm Lâm Di vào lòng, Hoàng thượng chỉ bảo ta đi điều tra số gạo bị mất, nhưng đâu có ra thời hạn ta phải đến đó trong mấy ngày. Cách lớp áo lót mỏng, Lâm Di cảm giác được độ ẩm trên da Chu Thập Cửu. Quận vương gia chỉ giỏi biện hộ thôi, Hoàng thượng lệnh cho ngài điều tra số lương thực bị thất thoát, đương nhiên là muốn ngài đến Thiên Tân trong thời gian ngắn nhất rồi, bằng không quận vương gia đã phải đến nha môn làm việc như thường lệ. Người trong kinh đều biết chuyện Khang quận vương rời kinh. Chu Thập Cửu cười nói, ai bảo ta không đi nào, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện cần về kinh hỏi rõ ràng, nên nửa đường mới trở về thôi. Đây là cách nói với bên ngoài thôi, e rằng Chu Thập Cửu đã tính toán kỹ việc lưu lại trong kinh sẵn từ trước rồi, bởi vì chỉ khi đi rồi, Chu Thập Chu nói có thể biết được trong kinh sẽ có biến đổi gì bởi sự vắng mặt của chàng, tựa như chuyện giữa Cùng Nhị và gã sai vặt của Tề Trọng Hiên vậy. Quận vương gia có tìm được manh mối gì không? Chắc vì do thời tiết lạnh mà Lâm Di vẫn giúp trong lòng Chu Thập Cửu, không ngẩng đầu lên. Chu Thập Cửu nói, cũng không có gì nhiều, chỉ nhớ tới chuyện cho người đến hộ bộ hỏi về hạn mức nhân khẩu những năm qua thôi. Mặt Lâm Di sáng lên, quận vương gia muốn điều tra nhân khẩu của Thiên Tân. Nói ngắn gọn thì số người tương ứng với số gạo cần tốn, nếu nhân khẩu đồng, đương nhiên sẽ tốn nhiều gạo hơn để cứu tế. Chẳng qua, hắn hộ bộ đã nghĩ tới điều này ngay từ đầu, Thiên Tân có bao nhiêu nhân khẩu, e rằng ngay cả Hoàng thượng cũng có thể nói rành rọt. Bây giờ Chu Thập Cửu mới điều tra thì có thể tra ra được manh mối gì chứ? Nghe quận vương gia nói vậy, làm ta cũng nhớ tới một sự kiện. Lâm Di mỉm cười. Chu Thập Cửu cúi đầu xuống, phần gáy trắng ngần như tuyết của Lâm Di đập vào mắt chàng, nhớ tới gì cơ? Lâm Di cười kể, lúc còn ở Phúc Ninh, cha ta luôn phàn nàn chuyện triều đình phát gạo cứu tế càng ngày càng ít. Đây chính là vấn đề cha nàng luôn canh cánh hàng năm. Làm quan ở địa phương sợ nhất là nhìn thấy cảnh trong thành có bách tính chết đói. Số lượng gạo cứu tế dựa theo nhân khẩu mà phát. Nếu nhân khẩu chính xác như con số đã trình, vậy theo lý thì không thể bị thiểu. Đất nước thu thuế theo đầu người, cho nên rất nhiều hộ gia đình che giấu số nhân khẩu thật. và đa phần đều là hộ nghèo khổ nhất. Rất có thể tri phủ Thiên Tân đã lấy gạo thóc phát cho cả những người này. Chu Thập Cửu mỉm cười, có điều không thể trưng đủ thuế nộp cho đất nước cũng là tội nặng, nên quan địa phương mới hiểm khi tẩu trình về vấn nạn này. Thế nên cha nàng mới có thể khẳng định Thường Quang Văn không hề tham ô. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà Chu Thập Cửu đã thăm dò được nhiều tin tức như vậy, mà cũng có thể trước đó vị này đã tin chắc là thế rồi. Tâm tư Chu Thập Cửu tựa như vực sâu, người sống ngay bên cạnh dò la tường tận. Chẳng qua, chỉ cần không nghĩ nhiều thì sẽ bớt phiền não ngay thôi. Lúc trước nàng suy xét nhất cử nhất động của Chu Thập Cửu là vì sợ Chu Thập Cửu sẽ lợi dụng cho giống kiếp trước. Giờ nàng không còn như thế nữa cũng là một cách thể hiện sự tín nhiệm, dẫu gì rõ ràng Chu Thập Cửu cũng đang giúp đỡ nhà nàng. Chu Thập Cửu cúi đầu nhìn vẻ tĩnh lặng trên mặt Lâm Di, dưới ánh nến chập chờn, nét mặt nàng trong bình thản hơn bình thường. Vừa rồi em đang suy nghĩ gì mà không ngủ thế? Nghĩ tới Tề nhị nãi nãi, Lâm Di không muốn giấu Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu vuốt ve mái tóc dài của nàng, để ta cho người đi hỏi thăm xem Tề nhị nãi nãi đã nói gì ở trước mặt Thái Hậu. Lâm Di lắc đầu, không cần đâu, nhất định Tề nhị nãi nãi đã nhắc tới bệnh của Hoàng hậu nương nương ở trước mặt Thái Hậu. Nàng ấy từng đến phủ chúng ta đúng lúc có mặt Nhân tiên sinh, khi đó ta và Nhân tiên sinh thoải mái nói về Hoàng hậu nương nương mà không hề kiêng kỵ nàng ấy. Thế nên chỉ có thể là chuyện đó thôi, những chuyện khác nàng ấy không biết, có nói cũng là lời vô căn cứ, không đáng tin. Nàng thoáng dừng lại, Tề nhị nãi nãi là người nhà mẹ Thái Hậu, khi mọi người nói chuyện với nhau, chỉ cần dính dáng đến chính sự là ta luôn cực kỳ cẩn thận, tiết lộ rất ít, đều vì sợ có một ngày tập trường hai bên đối nghịch, nàng ấy sẽ khó xử. Chẳng qua, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tư tưởng từ trước, nhưng ta vẫn mong rằng, nếu ngày đó thật sự đến, nàng ấy có thể đứng về phía ta. Lâm Di chẳng phải cả dạng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, bình thường hễ có đồ gì tốt, thế nào nàng cũng nhớ có phần cho Trịnh thất tiểu thư, Tề nhị nãi nãi và hai tiểu thư Tề gia, thế nên đương nhiên không muốn thấy tình cảm này tan vỡ dễ dàng như vậy. Lâm Di nói khẽ, song nghĩ kỹ lại, nếu lợi ích của Phủ Khang Quận Vương và Trần gia là quan trọng nhất đối với ta, vậy Tề nhị nãi nãi đương nhiên cũng sẽ thế, sẽ đặt Tề gia và Quốc Cữu gia lên trên hết. Em khác, Chu Thập Cửu nhìn hàng mày thanh tú khế trau của Lâm Di, em vì Nhân gia làm tiều, vậy Tề nhị nãi nãi cũng có thể vì em mà không nói lời nào ở trước mặt Thái Hậu nương nương. Chẳng qua mỗi người mỗi tình, khó thể đánh đồng. Sau chuyện này, hai người các em có thể tiếp tục tui tới, nhưng sẽ không làm tri kỷ được nữa, trừ phi có một ngày em thay đổi, hoặc Tề nhị nãi nãi thay đổi. Ý kiến thật còng của Chu Thập Cửu đây ư? Lâm Di giãn mày, cười hỏi, bao giờ thì Quận Vương ra đi? Chu Thập Cửu đáp, trước trời sáng, để tránh này sinh bất chắc rồi làm khó em. Lâm Di ngước lên nhìn Chu Thập Cửu. Cũng đúng, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ đều chìm trong yên tĩnh, chẳng ai ngờ được trong phòng nàng đột nhiên có nhiều hơn một người cả. Chu Thập Cửu thấp giọng trấn an, Trần Hán canh chừng bên ngoài, còn có bà từ quản sự lo liệu, sẽ không ai biết được. Chàng đưa tay dép góc chắn cho Lâm Di, nếu như ta không ở trong kinh, mà trong cung lại xảy ra chuyện, em có nghĩ được cách đối phó chưa? Thái Hậu nói Hoàng hậu tham gia chính sự, thể Thái Hậu lợi dụng nhà ngoại hỏi thăm tin tức bên ngoài không được coi là tham gia chính sự ư? Nói cảnh nhân cung náo nhiệt, nhưng độ náo nhiệt đó sánh được với Ngũ Vương phủ à? Nếu Thái Hậu có thể lấy cớ ngoại thích lạm quyền ra rằng lý lẽ, vậy nhà Quốc Cữu cũng là ngoại thích hàng thật giả thật. Ngũ Vương phi lấy bí dược ở nhà mẹ đẻ đưa tới từ Ninh cung, còn tặng cho Tề nhị nãi nãi. Chỉ cần Hoàng hậu nương nương ở trước mặt Hoàng thượng lơ đãng nhắc tới chuyện đó, tuồng kịch này sẽ kết thúc kiểu gì, thật sự rất khó nói trước. Đây là biện pháp ăn miếng trả miếng, nhằm vào nhà Quốc Cữu và Thái hậu nương nương. Cách này tốt thì tốt, nhưng nghĩ kỹ lại thì vừa lợi vừa hại, nếu cứng rắn đối địch với Thái hậu nương nương, mất đi chỗ dựa vững chắc, cho dù lần này bọn họ thắng, về sau cũng chỉ càng thêm gian nan, bất kỳ sơ sẩy nào cũng sẽ dẫn đến chết rất thảm, cho nên phải tính toán cực kỳ cẩn thận. Lâm Di nói, để Quận Vương gia yên tâm đi Thiên Tân, thiếp thân đành phải nói có, không hẳn là biện pháp cực kỳ tốt, nhưng ít nhất cũng cầm cự được đến khi Quận Vương gia hội kinh. Lâm Di rúc vào lòng Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu cười khẽ bên tai nàng, đừng để ta không yên lòng phải trở lại đấy. Lâm Di không nói gì thêm, thiếp đi trong lòng Chu Thập Cửu. Nghe thấy tiếng thở đều đều của Lâm Di, Chu Thập Cửu rút cánh tay khỏi ót nàng, đứng dậy mặc quần áo tử tế rồi đẩy cửa ra ngoài, nhận lấy áo lông cừu và roi ra từ tay Quất Hồng, sau đó rảo bước băng qua sân, tiến về phía của viện. Trần Hán chờ ở ngoài, nhìn thấy Chu Thập Cửu thì lập tức mở cửa ra, nhân tiện chia bộ dây cương trong tay ra luôn. Chu Thập Cửu tung mình nhảy tên tung ngựa, phi thẳng đến một tiểu viện ở thành Tây. Phùng Tử Anh đích thân ra đón Chu Thập Cửu vào nhà. Trong gian phòng yên tĩnh, một người mặc y phục quân sự run rẩy tiến tên quỳ xuống. Khang quận vương gia, tiểu nhân nói không sai chứ? Ngài hồi phủ trong hỏi thăm một chút là biết ngay, Khang quận vương phi thật sự để thị tỳ tới cui với gã sai vặt của Tề nhị gia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 223, giết người. Thấy Chu Thập Cửu không lên tiếng, gã quản sự nói tiếp, do ngày lần tới chỗ tiểu nhân, nên tiểu nhân mới nói thôi, chứ thực ra trong phủ Khang quận vương rất nhiều người biết rồi. Chẳng mấy chốc khắp kinh thành sẽ truyền tải nhau chuyện này. Khi đại thái thái ra lệnh cho gã, trong mắt đầy sự đắc ý, lửa trong phủ Khang quận vương đã nhen nhóm sẵn rồi, thêm tỉ củi là sẽ cháy bùng lên thôi. Quận vương gia đi nửa đường lại vòng ngược về kinh thành, chắc là cũng vì nghe được tin đồn, có nam giới nào chịu được loại chuyện này đâu. Mấy gã hạ nhân hay tán dóc với nhau về chuyện, chỉ cần chủ mẫu có tin đồn thất thiệt gì, nếu không bị bỏ thì cũng sẽ thành vật trang trí trong nhà, bỏ qua việc không có mặt mũi ra ngoài tham gia yến tiệc nữa. Nhưng ngay cả người hầu ở nhà cũng chẳng quản nổi, mà phía nea mẹ đẻ thì sợ mất mặt nên chả thèm hỏi han tới. Chủ mẫu nhà Quách Tư nghiệp quan lục phẩm trong kinh cũng vì thế mà treo cổ tự tử, tang lễ thì làm qua loa cho xong. Với loại tội này, cho dù chưa thể xác định thì kiểu gì cũng bị trưởng bối vặn hỏi. Khang quận vương đã gọi gã đến tận đây hỏi, nếu gã không thành thật trả lời, chắc chắn sẽ không thể bình an vô sự mà về. Tuy Lâm Di không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ uất ức trong lòng. Chu Thập Cửu đứng dậy, cười hỏi, Chân thị bảo người đi loạn tin như vậy à? Thẩm quản sự giật mình, rồi gã chợt thấy bụng nặng nề, ngã sóng xoài, mặt đập xuống đất, mũi đau không thở nổi. Chu Thập Cửu không còn cười nữa, ánh mắt trở nên lạnh tanh, coi như chuyện trước đây ta đều không tính toán với ngươi. Dứt lời chàng cầm lấy roi, quay người bước ra cửa. Thẩm quản sự thấy bụng đau đớn, nhưng lòng lại nhẹ nhõm hơn hẳn, với tình hình trước mắt, miễn bảo toàn mạng sống là được. Suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu gã thì Phùng Tử Anh từ ngoài bước vào. Thẩm quản sự dập đầu liên tục, Phùng gia, xin ngài nói giúp tiểu nhân vài lời với quận vương gia. Phùng Tử Anh cười mỉa mai, sao ngươi không nghĩ xem ngươi đã làm gì, bồi nhỏ quận vương phi mà còn muốn sống à? Thẩm quản sự mở to mắt. Rõ ràng quận vương gia đã nói không tính toán chuyện trước đây mà. Chuyện trước đây, thẩm quản sự lầm nhầm lại ba chữ này, cuối cùng cũng hiểu ý của Khang quận vương. Chuyện trước đây không tính, nhưng chuyện lần này thì không tha được. Chỉ chốc lát sau đã có 2-3 gia nhận đi vào. Phỏng đoán của thẩm quản sự rốt cuộc được xác nhận, gã chưa kịp nói thêm câu nào thì trên cổ xẹt qua một cảm giác lạnh buốt như băng tuyết mùa đông, rồi tới cảm giác nóng ấm của chất lỏng bắn tung tóe. Nhóm gia nhân nhét vài tờ ghi chép vào ngực thẩm quản sự, sau đó kéo thi thể đầy máu của gã ném vào một góc. Phùng Tử Anh theo chân Chu Thập Cửu, thẳng tiến đến Thiên Tân. Ngoài đường không có bóng người, Chu Nguyên Triệt không muốn người khác biết mình đã về kinh nên không định đến biệt viện hoặc tìm nơi ngủ trọ, vậy mà lại cất công tránh né ánh mắt của bao nhiêu người chạy về phủ quận vương. Phải biết là ngoài mặt thì Chu Nguyên Triệt luôn nở nụ cười, nhưng bên trong lại lạnh đến phát sợ. Hắn từng kết luận rằng đám con gái yếu ớt muốn tiếp cận Chu Nguyên Triệt kia cuối cùng đều phải khóc mà về thôi. Đứng ngoài gió một hồi, Phùng Tử Anh bắt đầu thấy lạnh, dặn gia nhận đi lấy rượu tới để uống cho ẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, quận vương gia có thể ngủ lại phủ thêm tí nữa mà. Rõ ràng về vì quận vương phi mà lại đi hối hả như vậy. Trời tờ mờ sáng, Chu Thập Cửu leo lên ngựa, khóe miệng nở nụ cười. Con người chàng đúng là chỉ biết tính toán, giống như Lâm Di nói, chàng luôn bất chấp mọi thủ đoạn, miễn là đạt được mục đích. Bày mưu để hạ gục kẻ địch hay tính toán người bên cạnh với chàng đều không có gì khác nhau. Tối qua chàng về phủ, tuy đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng ở lâu thêm khắc nào là sẽ thêm nguy cơ bị phát hiện. Mặc dù đây là chỉ là nước cờ để Lâm Di tin tưởng mình hơn, song chàng cũng phải đảm bảo nàng được bình an. Lúc Lâm Di tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng, mà người bên cạnh đã không còn bóng dáng. Nàng đã tỉnh dậy sớm, nhưng không ngờ Chu Thập Cửu lại đi sớm như vậy. Một bên chăn đệm đã lạnh, chứng tỏ Chu Thập Cửu đi được một lúc rồi. Cũng may chuyện hôm qua rõ mồn một, nếu không nàng còn tưởng là mình nằm mơ. Lâm Di lắc chuông gọi Quất Hồng vào. Quất Hồng tinh ý vào một mình, không cho ai khác đi theo. Quận Vương gia đi lúc nào vậy? Quất Hồng đáp nhỏ, Quận Vương Phi mới ngủ được một tí thì Quận Vương gia đã rời phủ rồi à? Lúc mới ngủ là lúc không dễ tỉnh nhất, thảo nào nàng không nghe thấy tiếng động gì. Nhớ đến lời khuyên của Chu Thập Cửu, Lâm Di bất giác thấy ấm lòng. Nếu không phải vì chuyện của Châu Lang Huyên, Chu Thập Cửu sẽ không mạo hiểm trở về như vậy, càng không phải vội vã âm thầm đi trong lúc nàng ngủ. Lâm Di vừa mặc quần áo vừa hỏi, Quận Vương gia về phủ có ai biết không? Quất Hồng thưa, chỉ có bà tử canh của viện chúng ta, quản sự Tiền Việt, Đồng Ninh, Trần Hán với nô tỳ biết thôi à? Toàn là người đáng tin cậy. Lâm Di gật đầu, bấy giờ Quất Hồng mới cho nha hoàn đem nước vào nhà hầu hạ. Sau khi đạt điểm tâm sáng, nhà bếp làm vào hộp mạ vàng vẽ hoa sen mang qua chỗ Chu lão phu nhân, Lâm Di ăn cùng Chu lão phu nhân rồi mới về phòng mình. Một lúc sau, quản sự trong phủ đến báo cáo, tiểu nhân theo lời mô tả của Cùng Nhị tìm đến những người kia, tất cả đều còn ở đó, nhưng không chịu thừa nhận đã bán sâm cho cậu ấy. Chuyện nằm trong dự đoán, Lâm Di hỏi, có nhìn ra manh mối gì không? Quản sự lắc đầu, trong nhà đều là người già, phụ nữ và trẻ em, chẳng ai có khả năng lên núi hái thuốc cả. Đào sâm thì phải vào sâu trong núi, có nhiều loại cây thuốc còn mọc ở vách đá, phải là trai tráng khỏe mạnh mới hái được. Lâm Di hỏi, có đi xung quanh hỏi thăm không? Quản sự gật đầu, thưa có, hàng xóm xung quanh đều nói nhà đó không có ai khỏe mạnh cả. Nói y như nhau, nếu không phải đúng là như vậy, thì tất cả đều đang nói dối, Lâm Di suy ngẫm. Cùng Nhị không biết nói dối, vậy chỉ có khả năng là những kia có vấn đề. Quản sự dò ý, hay để tiểu nhân đi nghe ngóng thêm cho người để ý kỹ hơn. Lâm Di lắc đầu, ông lui xuống đi, có việc ta sẽ gọi. Quản sự đáp lời rồi lui xuống. Lâm Di nhớ đến tối qua Chu Thập Cửu có nói về thuế nhân khẩu, chỉ cần tìm cách đến phủ Thuận Thiên kiểm tra nhân khẩu là sẽ biết được những nhà đó có lao động khỏe mạnh hay không ngay. Hộ tịch không ghi chép lao động khỏe thì sẽ không phải nộp thuế nhân khẩu, nếu muốn trốn thuế, đương nhiên họ sẽ không để người ngoài biết đến sự hiện diện của những lao động khỏe đó, cho nên hái được cây thuốc cũng chỉ có thể bán cho Cùng Nhị, chứ không tự đem ra tiệm bán. Có thể bám theo đường này mà điều tra thêm. Lâm Di đang suy nghĩ thì Cùng Mama tươi cười bước vào nhà, Quận Vương Phi, Nhân tiên sinh đến rồi à? Nhân lão thái gia mang sơ luật của Nhân Phụng Trúc vào kinh, Nhân Ngữ Thu sợ có gì sơ suất nên luôn túc trực bên cạnh ông. Nay sơ luật đã được bàn giao cho triều đình, do sức khỏe không tốt, Nhân lão thái gia đành ở lại trong kinh, Nhân Ngữ Thu cũng ở lại theo. Lâm Di đứng dậy đi đón tiếp Nhân Ngữ Thu. Nhân Ngữ Thu trông khá mệt mỏi, nhưng vừa gặp Lâm Di thì liền cười rạng rỡ nói, vốn định mai mới qua, ai ngờ ngồi nhà không yên, nên đến thăm em luôn. Nhân Ngữ Thu nghe Nhân Phụng Trúc kể về tình hình gần đây của phủ Quảng Bình Hầu và phủ Khang Quận Vương, nên mới vội vàng chạy đến đây mà. Lâm Di kéo Nhân Ngữ Thu ngồi xuống, sao rồi, lão thái gia có bị làm khó không? Nhân Ngữ Thu lắc đầu, không có, chắc là vì Hoàng thượng thấy phụ thân đã cao tuổi, chỉ triệu kiến hỏi thăm chút thôi. Sự kiên trì kéo dài bao nhiêu năm qua của nhân gia sau lần triệu kiến này đều đã hóa thành công cốc. Tuy Nhân Phụng Trúc được bình an, nhưng Nhân lão thái gia nhất định sẽ thấy thẹn với tổ tiên. Lão thái gia vẫn khỏe chứ ạ? Nhân Ngữ Thu lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ buồn bã, chỉ còn chờ tình hình khả quan hơn một chút thì thuê xe về Phúc Ninh thôi. Lâm Di ngỡ ngàng, xem ra nghiêm trọng hơn nàng nghĩ, tiên sinh cần thuốc gì cứ nói, ta sẽ tìm mọi cách để lấy được. Nhân Ngữ Thu nói, Thái y viện có đến xem rồi. Phụ thân ta vốn đã mang trọng bệnh, giờ lại lặn lội đường xa như vậy, không thể dùng thuốc 1-2 ngày là đỡ ngay đâu. Nhà họ Nhân giỏi bắt mạch, Nhân Ngữ Thu đã nói thế thì người ngoài cũng không còn cách nào khác. Lá rụng về nguồn, chẳng lẽ lần này Nhân lão thái gia không về nhà được? Nghĩ đến đây, Lâm Di liền cảm thấy chua xót. Nhân Ngữ Thu đổi đề tài, ta có nghe nói về chuyện của Quảng Bình Hầu, do bị nhà ta liên lụy có phải không? Lâm Di lắc đầu, giải thích cho Nhân Ngữ Thu tiên sinh hiểu, cục diện chính trị thay đổi khó lường, không dễ phỏng đoán, bây giờ quận vương gia đã đi Thiên Tân, chứng tỏ ít ra Hoàng thượng không chỉ tin lời một phía, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nói tới đây, Lâm Di khẽ cười, vừa hay ta cũng có chuyện muốn tìm ai đó hỏi ý, giờ có tiên sinh ở đây, ta không cần đi phiền người khác nữa. Nhân Ngữ Thu cười nói, kể nghe xem nào, thêm một người thì có thêm một ý kiến mà. Lâm Di kể lại chuyện của Cùng Nhị, hoàn toàn bỏ qua các chi tiết liên quan đến Châu Lang Huyên, chỉ nói sơ suy nghĩ của mình, ta dự định mua đất trồng thảo dược. Nhân Ngữ Thu nghe ra ý của Lâm Di, nghĩ đến nhị nãi nãi nhà họ Tề là Châu Lang Huyên thì thoáng chau mày, nhưng thấy Lâm Di không có ý nhắc đến, nên nàng cũng không hỏi nữa. Ta nghe nói giờ quý tộc trong kinh đều đến Trấn Phong Đài mua đất trồng hoa nuôi ong, còn em lại muốn trồng thảo dược. Nói tới đây, nàng trở nên nghiêm nghị, ngày mai ta sẽ vào cung bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương, em nghĩ kỹ xem, có lời gì cần ta nói hộ không? Nhân Ngữ Thu nghĩ cho nàng nên mới gấp rút vào cung như thế. Hiện giờ trước mắt Lâm Di có 2 con đường, công kích Thái Hậu và Ngũ Vương gia để giải vây cho Hoàng hậu nương nương và phủ Quảng Bình Hầu, hoặc lờ tìm một đường riêng cho mình. Vấn đề là nàng chưa sắp xếp xong, ngoài kia đã đồn đại khắp trốn rồi. Nhân Ngữ Thu nói, hãy để ta bàn bạc với ca ca ta. Tranh thủ lúc chưa ra khơi, nghĩ cách trình tấu chương lên. Khó khăn lắm Nhân gia mới thoát được, không nên lại lún chân vào vũng bùn này. Tiên sinh đừng lo, ta nghĩ chắc không tới 3 ngày nữa quận vương gia sẽ có tin về. Bây giờ chúng ta liên kết lại chỉ khiến Hoàng thượng nghi ngờ hơn thôi. Nhân Ngữ Thu bưng chén trà lên, thoáng suy tư. Ta tiến cung thăm dò trước cũng tốt. Trong này Lâm Di đang nói chuyện với Nhân Ngữ Thu, ở ngoài cung ma lại nghe được một tin chấn động. Chương 224, ra tay. Nói chuyện xong, Lâm Di tiễn Nhân Ngữ Thu lên xe ngựa. Sau khi quay trở vào nhà, nàng nhìn Cùng ma, bên ngoài có động tĩnh đúng không? Cùng ma gật đầu kể, quản sự tiền viện thăm dò được hôm qua nhà của mấy người tham gia mua bán sâm với Cùng Nhị bị người ta châm lửa đốt, thậm chí có một nhà bị đánh nữa. Quản sự đi hỏi thăm thì nghe nói là do thổ phỉ làm bậy. Bắt đầu rồi, yên ắng được 1 ngày, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Lâm Di nhìn Cùng ma ra, Mama hãy đi nói lại với quản sự tiền viện, bắt đầu từ hôm nay, hạn chế gia nhân trong phủ ra ngoài. Cùng Mama ngập ngừng một lúc lâu mới nói, chẳng lẽ chuyện đánh người phóng hỏa cũng đổ được lên đầu chúng ta sao? Sao lại không? Nên biết rằng những gia đình có chút quyền thế đều dung túng cho gia nhân làm vài chuyện khác người, và phủ Khang quận vương hiển nhiên là một trong số nhà quyền quý. Cho nên, bất kỳ ai nghe kể về chuyện này đều sẽ liên tưởng đến nàng, cho rằng nàng sai gia nhân trong phủ đi hỏi thăm chuyện Cùng Nhị mua sắm, cảm thấy đối phương không nói thật thì nàng cho người tới uy hiếp, không chịu làm theo lời nàng thì nàng cho đốt nhà, đánh đập. Nếu không thì sao bá tánh của những ngôi nhà bị đốt kia không đi báo quan, mà chỉ nói là do thổ phỉ làm. Thổ phỉ vô mấy hộ nhà nghèo mạt dệt kia để làm gì? Cướp được gì chứ? Rõ ràng là có người cố ý bảo họ nói vậy. Cùng Mama nói, chúng ta có mốc đâu mà những việc này chứ? Có khác nào bịt tai trộm chuông đâu. Thành ngữ có ý tự lừa dối mình nhưng không lừa dối được người, bắt nguồn từ điển tích có kẻ lấy được quả chuông nhưng không mang đi nổi, bèn dùng vô đập vỡ để dễ mang. Nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy. Người ngoài nào sẽ quan tâm, thư thiêu thôn nhất trong kinh thành là các tin đồn mà. Các phu nhân thái thái cứ tụ tập là bàn luận hết chuyện nhà này đến chuyện nhà khác. Tuy đều là chuyện trong nhà, nhưng cũng có thể truyền đến triều đình, rồi lại có chuyện hay để xem. Cùng Mama vốn giỏi kiềm chế, nhưng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng mà không có cách gì ngăn cản, hễ nghĩ đến kết quả xấu nhất, mồ hôi bà lại ướt đẫm cả áo. Lâm Di khuyên, Mama đừng lo lắng quá, màn chính vẫn còn ở đằng sau, giờ mà đoạn thì kể tiếp chỉ có thể mặc người khác bài bổ thôi. Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lâm Di, tâm trạng rối bời của Cùng Mama cũng ổn định phần nào. Lâm Di quay vào buồng trong tiếp tục xem sổ sách điền trang, nhận tiện dặn dò Cũng Mama, gọi lão quân sự trong phủ đến đây, ta muốn hỏi ông ấy xem trung thu hàng năm chuẩn bị quà tặng cho họ hàng bạn bè thế nào. Gia súc rau cỏ nuôi trồng trong thôn trang ngoại trừ nhà dùng thì phần còn lại đều dùng để tặng vào những dịp cần. Tuy còn vài tháng nữa mới đến Tết, nhưng trung thu thì ở trước mắt rồi, quả cáp phải tính toán trước, để nếu không đủ vẫn còn kịp sắp xếp đi mua. Trung thu năm ngoái ở Phúc Ninh, tiểu tiêu thị mua quà hơi ít, gia súc tặng cho nhà mẹ đẻ đều rất gầy, khiến bà cứ to bị nhà mẹ đẻ ghét bỏ. Ngoài quả cáp thì còn phải gặp Trang trưởng, tuy nàng không dành về chăn nuôi trồng trọt, nhưng vẫn muốn nghe trong trường nói rõ mỗi năm phải để dành bao nhiêu hạt giống, mua bao nhiêu súc vật, sử dụng bao nhiêu tả điền. Mặc kệ ngoài kia có thể nào, nàng cũng muốn lòng luôn lặng như nước, không để bị người khác làm rối loạn. Lâm Di với quản sự bận rộn suốt 2 canh giờ, đến giờ cơm tối, Lâm Di mới tới chỗ Chu lão phu nhân nói sơ lược về các việc liên quan đến thôn trang. Chu lão phu nhân nghe xong, bèn cười hỏi, sao xử lý công việc của thôn trang sớm thế? Lâm Di cầm chén trà lên uống, cháu mới làm lần đầu nên chắc sẽ hơi chậm, sắp xếp sớm cũng có lợi, 2 thôn trang trong kinh thành gần núi, cháu tính cho người trồng những loại thảo dược có thể thu hoạch sớm. Khi nào sắp xếp ổn thỏa, trang trưởng ngoài kinh cũng nên vào phủ đối chiếu công nợ rồi. Sao lại nghĩ đến việc trồng thảo dược vậy? Nghe Chu lão phu nhân hỏi, Lâm Di ngước lên đáp, khí hậu trong kinh thích hợp trồng rất nhiều cây thuốc à. Lâm Di vừa nói đến đây thì thân mama đem thiệp vào, đi tới chỗ Chu lão phu nhân cung kính đưa ra. Thấy đó là thiệp của Tôn Thất Doanh, Chu lão phu nhân cười khoát, mắt ta kém, đưa cho quận Vương Phi xem đi. Thân mama nhanh chóng đem thiệp đến cho Lâm Di. Lâm Di mở ra xem rồi cười nói, sắp tổ chức tiệc trung thu nên bên Tôn Thất Doanh mời chúng ta qua đó bàn bạc à. Ngoài đêm giao thừa thì trung thu cũng là dịp mà Tôn Thất Doanh tụ tập, để trưởng bối dẫn dắt hậu bối cùng chăng. Chu lão phu nhân bật cười, ta thấy trung thu là vui nhất, trưởng bối Tôn Thất dẫn mấy đứa nhỏ dưới tuổi cúng chăng, bọn nhỏ cứ ngẩng đầu hỏi người lớn bao giờ hàng Nga sẽ đến. Trẻ con luôn tưởng chuyện cổ tích là thật, vậy việc nàng và Tề Trọng Hiên có tư tình chẳng phải còn dễ tin hơn là chuyện cổ tích sao? Lâm Di mỉm cười, cháu sẽ đi chuẩn bị để sáng sớm mai qua đó. Chu lão phu nhân gật đầu, quay đầu nhìn lão thái gia trong buồng rồi dặn dò thân mama, ta không đi cũng không được, ngươi hãy đến nhà cũ báo tin, ngày mai bảo nhị thái thái đến đây một chuyến. Sau khi rời khỏi viện của Chu lão phu nhân, Lâm Di bảo Cùng mama chuẩn bị vài món quà nhỏ tặng cho các tiểu thư chưa xuất giá. Rạng sáng hôm sau, trước cổng Tôn Thất Doanh náo nhiệt vô cùng, con cháu đều ngồi xe ngựa đến nhà tổ tụ tập, tiếng bánh xe khô khốc vang lên khiến người trên phố đều phải tránh ra xa. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ấm áp hơn mấy ngày trước nhiều, Lâm Di vén rèm lên nhìn những gốc liễu buông cành bên đường, ven đường có đứa trẻ đang nghịch đất, bà mẹ lo lắng ngồi bên cạnh trông chừng. Chốc chốc lại nhỏ giọng dày la, hay ngước đầu lên ao ước nhìn sang bên này, rồi đưa tay sờ sờ mép váy rách sạn của mình. Trong mắt người khác, xuất thân cao quý rất đáng ngưỡng mộ, nhưng con đường này thực ra lại đầy chông gai, không cẩn thận là bị đâm đến mức máu chảy đầm đìa. Lâm Di vẫn thích cuộc sống bình yên đơn giản khi ở Phúc Ninh hơn. Xe ngựa dừng lại, lập tức có người đến hầu hạ. Chu lão phu nhân xuống xe trước, được mọi người nghênh đón vào nhà. Lâm Di cũng xuống xe ngựa, vừa lúc bắt gặp Lâm Uyển vác bụng bầu đến. Lâm Uyển đã mang thai hơn 6 tháng, bụng rõ to nhưng eo thì vẫn nhỏ như xưa, nhìn phía sau sẽ không biết được là đang có mang. Nhóm nữ quyến lui tới đều dồn ánh mắt vào bụng của Lâm Uyển, như muốn biết trong bụng là con trai hay con gái. Lâm Uyển đi tới nắm tay Lâm Di, ta đoán giờ này muội sẽ đến. Quay đầu nhìn thì quả nhiên là vậy. Lâm Di cũng thuận miệng bắt chuyện với Lâm Uyển, tỷ khỏe không? Lâm Uyển cúi đầu cười, cũng ổn, ăn được ngủ được, các trưởng bối đều nói phải vài tháng nữa mới khó chịu thật sự, đến lúc đó là khỏi ra ngoài luôn. Các ngày lễ tiếp theo là Trùng Dương, Đồng Chí và Giao Thừa, bụng Lâm Uyển ngày càng lớn, đi lại không tiện, sẽ không thể tham gia các buổi yến tiệc thế này nữa. Lâm Uyển đột nhiên nhớ ra, quận vương gia có kịp về kinh đón Trung Thu không? Không biết nữa, Lâm Di cùng Lâm Uyển từ tốn đi vào nhà, bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Lâm Uyển lộ vẻ lo lắng, ta có nghe nói về chuyện của Tam Thúc, hỏi thăm Nguyên Quảng thì được biết là chuyện của quan văn, sao lại dính đến quận vương gia vậy? Nếu không có quan hệ thống gia này, Chu Thập Cửu đương nhiên không thể nhúng tay vào chính sự. Lâm Di không muốn tiếp tục đề tài này, vừa hay có vị phu nhân đi tới hỏi thăm bụng bầu của Lâm Uyển, xem chừng trong tổng thất khá ít nữ quyến mang thai, nên Lâm Uyển mới được quan tâm như vậy. Lâm Uyển và Lâm Di vào nhà, hành lễ với trưởng bối trước tiên. Tín thân Vương Phi mặc áo váy gấm màu đinh hương theo đuôi khổng tước, trông vừa cao quý vừa dễ gần, đang được mọi người vây quanh nói cười. Lâm Di hành lễ xong thì ngồi xuống kế bên, Tín thân Vương Phi nhìn Lâm Di, Khang quận vương có kịp về đón Trung Thu không? Ai cũng hỏi câu này, Lâm Di đáp, vẫn chưa biết à. Tín thân Vương Phi nói, Tết, Đoan Ngọ với Trung Thu đều là lễ lớn, triều đình còn cho nghỉ mà bọn nó vẫn cứ bận, không biết có thật sự nhiều việc đến vậy không nữa. Mọi người đều cười lớn. Tín thân Vương Phi tranh thủ cơ hội nhìn Chu lão phu nhân, Chu lão phu nhân lại như không phát hiện, từ tốn uống trà. Lúc này Chu đại thái thái Chân Thị cũng cùng nữ quyền đồng lửa cười nói bước vào. Chân Thị hành lễ với Tín thân Vương Phi và các vị trưởng bối trước, sau đó vui vẻ cười kể, đám tỷ nhi đang hỏi chuyện Hằng Nga kìa, năm ngoái con bị chúng quay quanh nên đã kể câu chuyện Hằng Nga là mỹ nhân đẹp nhất trên đời, thỏ ngọc nàng ấy ôm trong lòng là linh vật hàng đầu thế gian, mỗi khi trăng tròn Hằng Nga sẽ đưa thỏ ngọc xuống trần dạo một vòng, thấy nhà nào có đèn sáng là đến nhà đó. Ai ngờ là mấy đứa nhỏ không ngủ thắp nến đầy phòng, suýt nữa là đốt cháy cả phòng luôn. Chu lão phu nhân trách cứ nhìn Chân Thị, tự dưng tạo thêm phiền toái cho phủ Tín thân vương. Chân Thị ngượng ngùng cười, năm nay bọn nhỏ còn nhớ đấy, hỏi con có phải vì đốt ít nên quá không, tụi nhỏ bây giờ không đùa được đâu, đứa nào cũng sắp thành tinh hết rồi. Tín thân Vương Phi nhìn dáng vẻ của Chân Thị thì bật cười, cứ để chúng nó đốt nến đi. Xem có mời được Hằng Nga về không? Lâm Di nhìn Chân Thị, đúng lúc Chân Thị quay đầu sang nàng, trong mắt thị như lóe lên tia sáng. Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lát rồi chia nhau ra làm việc. Tín Thân Vương là nhánh của trường Từ Thái Tổ, năm đó lúc triều đại chủ thành lập Tín Thân Vương đã được ban cho phủ đệ này, về sau thì không có phủ vương gia nào rộng bằng phủ của Tín Thân Vương cả. Tín Thân Vương đã sớm cho chia đôi hoa viên, phía đông chuyên dùng để tổ chức yến tiệc của tôn thất, nên hễ dịp tôn thất tụ hội thì tất cả đều sẽ tới đây. Tín thân Vương Phi giao việc bài trí hoa viên Trung Thu cho các nàng dâu mới như Lâm Di, Lâm Di và bọn Tường Thị cùng nhau bàn bạc bài trí tháp đèn thế nào. Trần Thị thì theo Chu lão phu nhân trò chuyện với Tín thân Vương Phi. Mọi người đã chia nhau đi làm việc, nên trong nhà yên ắng hẳn, Tín thân Vương Phi đưa mắt nhìn bà từ bên cạnh. Bà từ kia bèn nhanh nhảu ra của canh chừng. Bấy giờ Tín thân Vương Phi mới hỏi, mấy nay cứ nghe nói thị tỷ của Khang quận Vương Phi gây chuyện lớn lắm, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Cuối cùng cũng hỏi đến chuyện này, nếu không phải đang ở trong phủ của Tín thân Vương, Chân Thị nhất định sẽ cười phá lên. Chu lão phu nhân vẫn điềm nhiên, theo ta nghe nói thì chi là hạ nhân tự ý mua bán dược liệu, quận Vương Phi đã cho nó nghỉ việc rồi. Đã biết rõ Chu lão phu nhân cố tình không nói thẳng, nhưng Chân Thị vẫn to lắng, sợ Tín thân Vương Phi sẽ không hỏi tới nữa. Tín thân Vương Phi nhíu mày, ta tại nghe thấy là chuyện chẳng hay ho gì, bảo là có liên quan đến tu soạn nhà họ Tề của quốc tử giám. Tim Chân Thị tiền nhảy loạn như cá gặp nước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 225, người cười cuối cùng. Tín thân Vương Phi nói tới đây thì quay mặt sang nhìn Chu đại thái thái Chân Thị. Mắt sáng lóe lên, song Chân Thị lại tỏ ra khó xử không dám mở miệng. Tín thân Vương Phi thở dài đầy ẩn ý, nói cho cùng thì đều vì còn nhỏ quá, có dâu con nào gả vào nhà mà không theo trưởng bối học cách quản gia trước đâu. Tiểu thư khuê phòng thì toàn cơm đưa tới tay không, làm gì biết được mấy chuyện này. Phủ Khang quận vương to như thế, trên dưới đến mấy trăm người. Có người giúp đỡ cũng quản không dê, tính ra khắp kinh đầu có ai nhỏ tuổi như vậy đã làm đương gia chủ mẫu. Trần Thị nhớ tới lúc mình vừa gả vào, mọi thứ đều phải cúi đầu nghe theo lão phu nhân, khó khăn lắm mới giành được quyền quản gia. Trần Thị dựa vào cái gì mà vừa gả vào liền coi trời bằng vung, tùy hứng làm bậy chứ. Nàng dâu phải chịu đựng nhiều năm mới thành mẹ chồng mà. Một cô vợ mới có thể hô mưa gọi gió ở trong phủ, không chỉ vô lễ với trưởng bối mà còn nuôi ý đồ xấu gây khó dễ cho họ. Trước giờ bọn họ chưa từng gặp người phụ nữ nào độc địa như vậy đấy. Trần Thị nghĩ đến đây thì Tín Thân Vương Phi nhìn sang, nếu bàn về quản gia thì nói cho cùng vẫn là đại thái thái giỏi nhất, trên dưới ai cũng khen ngợi, già trẻ lớn bé đều hài lòng. Rồi bà chuyển sang nói với giọng trách cứ, cô đấy, cũng nên để ý giúp đỡ Khang Quận Vương Phi một chút. Đến lượt mình nói, Trần Thị tỏ ra khó xử, thật sự thì Quận Vương Phi quản gia được lắm, lại có xuất thân huân quý, Trần Thị ở Thông Châu là một gia tộc có tiếng mà. Tín Thân Vương Phi nghe đến đây thì cau mày, không dưới một người nói bên tai bà về việc Trần Thị ở Thông Châu huyện Tam Hà giúp đỡ Cát gia chèn ép Tôn thất. Bây giờ Trần Thị lại nhắc đến chuyện này, Tín Thân Vương Phi khó tránh khỏi khó chịu, xuất thân huân quý thì có thể làm mấy chuyện như vụng trộm tư thông với uy hiếp người dân à. Thấy vẻ mặt của Tín Thân Vương Phi thay đổi, Trần Thị nhìn ra ngoài cửa sổ, thiên thời địa lợi nhân hòa, thị đều có hết cả rồi. Lần này không sợ Trần Thị bình yên vô sự thoát thân nữa. Phía Tín Thân Vương Phi tụ tập trong phòng nói chuyện, bên Lâm Di cũng vừa tiếp đón một vị khách không mời mà đến. Kính Quận Vương Phi mỉm cười ngồi xuống uống trà, ta chỉ muốn nghe xem mọi người sắp xếp tiệc trung thu thế nào thôi, các cô đừng chê ta cản trở nhé. Ca ca của Kính Quận Vương ở Sơn Đông thu hồi đất không thành, cả nhà Kinh Quận Vương đều ôm hận với Trần gia và Cát gia, vẫn đang tìm cơ hội báo thù. Cho nên lúc này Kính Quận Vương Phi đến đây, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Lâm Uyển vội vàng cười hiền, bọn này còn cầu không được đấy. Năm ngoái là Kính Quận Vương Phi sắp xếp tiệc trung thu mà, nếu như nghe thấy có gì không ổn thì nhớ bỏ nhỏ mấy lời nhé. Phu nhân bên cạnh cũng nói, trong Tôn thất doanh này, chưa nói đến cánh nam giới, số chị gái, em gái, chị dâu với em dâu đã chẳng hề ít, còn có các lão phu nhân nữa. Chỉ nói tới việc ai thích món này, ai ghét món kia thôi, chỉ cần xếp sai một người là sẽ bị chế bất công ngay. Khi ấy, một là hôn người đó, hai là tránh thật xa, chờ khi nào có người chịu chết với mình thì hẵng tới gần. Mọi người đều bị chọc đều cười phá lên. Kính Quận Vương Phi nghe thấy mình có ích, thế là thoải mái nói cười với mọi người. Nha hoàn lấy bút mực giấy nghiên tới, Lâm Di cầm bút ghi chép lại ý kiến của mọi người. Các chủ nhân cười đùa với nhau, bọn hạ nhân cũng dần trở nên không kiêng nể gì cả. Thế rồi chợt có ai nói câu gì đó, lập tức nhóm một ngọn lửa đủ đốt chết người. Kính Quận Vương Phi lập tức giàn mạnh nắp chén lên chén trà, cau mày mắng, vừa nói gì đấy. Tiếng men sứ va chạm kêu rõ to. Lâm Uyển giật mình, suýt tí nữa thì đánh rơi chén trà trong tay. Tiểu nha hoàn ở cửa lập tức quỳ xuống, lắp bắp nói, nô tỳ. Nô tỳ không có nói gì cả. Kính Quận Vương Phi cao giọng quát, đúng là bình thường đã dễ dãi với các ngươi quá mức, nên hôm nay các ngươi mới dám vô lễ như vậy, coi chừng ra đầu của các ngươi đấy. Vừa nói thì ta vừa nhìn Lâm Di. Trong mắt Kính Quận Vương Phi như có tia sáng lập lòe, người trong phòng nhìn ra ẩn ý trong đó, thể là ít nhiều đều đảo mắt về phía Lâm Di. Lâm Di đặt bút lông trong tay xuống, Kính Quận Vương Phi làm ầm ĩ như vậy. Phần lớn người ở đây lại biết 7-8 phần câu chuyện, giờ cho dù nàng không ra mặt thì cũng đã thành trò cười trong mắt họ. Kính Quận Vương Phi vẫn không có ý định dịch ánh mắt sang chỗ khác. Kính Quận Vương Phi có chuẩn bị mà đến, muốn mượn cớ chuyện cũng nhị để làm nàng muối mặt. Nàng không giải thích thì coi như ngầm thừa nhận, giải thích tại trông như biện hộ, làm gì cũng không đúng. Nhưng nếu ngay cả với Kính Quận Vương Phi mà nàng cũng e ngại, vậy về sau khỏi đến Tôn thất doanh nữa làm gì? Lâm Di thôi cười, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Uyển ở bên cạnh nhìn thấy thì không nhịn được, giật nhẹ vạt áo nàng. Giờ đang ở Tôn thất doanh, Kính Quận Vương Phi lại lớn hơn bọn họ, ầm ĩ lên thì trưởng bối cũng chỉ bệnh Kính Quận Vương Phi thôi. Lâm Di như không nhận thấy nữ quyến bên cạnh muốn chuyến đề tài, nhưng lại bị chính thất của Chu Nguyên Kỳ là Tường Thị chặn lại. Đám nha hoàn đều quỳ xuống, các nữ quyền đưa mắt nhìn nhau, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Kính Quận Vương Phi mỉm cười, Lâm Di tỏ ra căng thẳng. Lâm Di thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Ở ngoài đều nói Kính Quận Vương Phi vẫn còn giữ khúc mắc với nhà mẹ ta vì mảnh đất ở Sơn Đông, cho nên mỗi lần nữ quyền tôn thất tụ họp, Kính Quận Vương Phi đều không muốn thân cận với ta. Mặt Kính Quận Vương Phi biến sắc, không ngờ Trần Thị lại đần đến mức nói huýt tuẹt ra như vậy, cho nên nhếch môi cười khẩy. Lâm Di nói tiếp, nhưng ta không tin mấy lời đồn đó. Trong kinh vốn thích nghe chuyện phiếm về tôn thất, chuyện đất đai ở Sơn Đông ta cũng chỉ được biết qua lời của người khác, nhà mẹ ta chưa bao giờ can thiệp vào vụ đó. Còn nếu là bởi vì vụ án giữa nhà họ Cát và Chu Vĩnh Sương kia thì càng lạ, vụ tranh giành đất đại thắng thua giữa hai nhà đó đâu liên quan gì đến nhà mẹ ta, về tình về lý đều không thể đổ trách nhiệm lên đầu ta. Trần Thị nói như vậy, ngoài mặt thì nghe như người ta rõ ràng đâu có lỗi, còn muốn trách kiểu gì. Nhưng thực tế là muốn nói, nếu bây giờ thì ta cố tình làm khó, chẳng khác nào thừa nhận mình có liên quan đến vụ án tranh giành đất đai kia, và Trần Thị bị trách oan. Kinh Quận Vương Phi nhất định cảm thấy rất ấm ức, ta cũng vậy thôi, chúng ta hòa thuận với nhau như này, thế mà một số người cử đặt điều gây sự. Nếu xem lời đồn là thật, e rằng Tôn Thất Doanh chúng ta khỏi sống luôn là vừa, ngày nào cũng phải đi biện minh thôi. Cho nên có mấy lời nói cứ bỏ ngoài tại là tốt nhất, cây ngay không sợ chết đứng, ai thích gây sự cử cho họ gậy đi, trắng đen phải trái cuối cùng cũng có kết quả thôi. Chuyện nhỏ không nói, chuyện lớn thì phải có chứng cứ, ai dám nói năng sằng bậy, thì như Kính Quận Vương Phi nói ấy, không đến nỗi phải lột ra, nhưng nhất định không thể tha. Giọng điệu khi nói những lời cuối vừa to vừa rõ, không hề có chút nhân nhường. Nói xong, Lâm Di nhìn Kính Quận Vương Phi cười, hôm nay nhân tiện nói ra hết tâm sự trong lòng, nói xong đúng là thoải mái hơn nhiều. Đều là người nhà với nhau cả, không cần phải giữ kẽ quá làm gì. Ngoặc kép chấm. Tường Thị cầm khăn vuốt ngực liên hồi, tựa như vẫn chưa thể định thần lại, làm ta sợ muốn chết, cứ tưởng hai người bị bên ngoài ngâm ngòi ly gián thật, còn đang nghĩ nên đứng về phía ai đây này, tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị mấy lời hay khuyên giải hai vị quân vương phi. Một nữ quyến quen biết với Tường Thị đứng cạnh đó cũng cười nói vậy hai vị quân vương phi không cho cô cơ hội đó rồi. Dứt lời nàng ấy cầm khăn che miệng cười khẽ, nhưng ta biết ở góc đông bắc của vườn có một hốc cây nhỏ, trong lòng có gì nghẹn cứ nói vọng vào trong hốc đó, đảm bảo sẽ thấy thoải mái ngay. Tường Thị liếc nàng kia, miệng lưỡi của cô em dâu ta khéo thật, có giỏi thì nói xem bày biện tiệc thế nào kìa, làm tốt ta sẽ nói lão tổ tông thưởng tiền cho. Mọi người đều bị Tường Thị chọc cười. Lâm Di nhìn Tường Thị, thấy nàng ấy kín đáo nháy mắt với mình. Bên kia Chân Thị được Tín Thân Vương Phi khen mấy câu thì càng lúc càng đắc ý. Chuyện trong tổn thất con từng giúp không ít, chẳng qua việc lớn thế này, con sợ lo liệu không nổi. Không phải Thị không giúp được Trần Thị, mà là Trần Thị không chịu để Thị giúp, Thị đâu còn cách nào khác. Tín Thân Vương Phi hắn cũng nghe ra ngụ ý của Chân Thị, vậy phải làm sao bây giờ? Hay phải đợi đến lúc Khang Quận Vương về kinh, chỉ e chưa tới 2 ngày tin tức lan truyền khắp nơi rồi. Tới lúc đó mọi người không biết cất mặt mũi vào đầu nữa. Chu lão phu nhân cũng nghe ra vấn đề, ngước mắt nhìn Tín Thân Vương Phi có phải Vương Phi nghe ngóng được gì rồi không? Bằng không sao lại nói thế? Chu lão phu nhân vừa dứt lời thì Đoàn Nhị Gia tới gõ cửa. Theo những gì đã sắp xếp sẵn, Kinh Quận Vương Phi sẽ cố ý gây sự, Trần Thị và Kinh Quận Vương Phi ầm ĩ với nhau. Đoàn Nhị Gia biết chuyện bên đưa tin đến đây, Tín Thân Vương Phi nhất định sẽ tức chết. Trần Thị gọi Đoàn Nhị Gia vào. Đoàn Nhị Gia chớp mắt ra hiểu, sắc mặt khá xấu, định nhỏ giọng nói riêng với Trần Thị. Nhưng Trần Thị lại cười nói, ở đây không có người ngoài. Đoàn Nhị Gia vẫn không nói mà đi lên vài bước ghé vào tai Trần Thị nói nhỏ, đã tìm được Thẩm Quản Sự. Trần Thị gật đầu, ra hiệu cho Đoàn Nhị Gia lui xuống trước. Đoàn Nhị Gia vẫn không dài bước, Thẩm Quản Sự bị người ta giết rồi. Trần Thị giật mình, mở to cả hai mắt, hôm qua không tìm thấy Thẩm Quản Sự, thì cứ tưởng mới được phát lương nên Thẩm Quản Sự đi đâu chơi bời rồi. Hôm qua thì còn gọi ông ta đến la mắng một trận, đừng tưởng là người lớn tuổi thì được nhân nhượng, nếu làm sai thì vẫn không nể mặt. Sao hôm nay lại bị giết rồi? Trần Thị bất giác rùng mình. Đoàn Nhị Gia nói tiếp, quan phủ cho người đến nhà tra hỏi, nên quản sự mời thái thái về. Liên quan đến mạng người, đương nhiên quan phủ sẽ cho người đến tra hỏi rồi. Chân Thị khó khăn lắm mới khiến cánh môi bớt run rẩy, quay lại nhìn Chu lão phu nhân. Tín thân Vương Phi và Chu lão phu nhân hiển nhiên đã nhận thấy có vấn đề. Trần Thị thấp thỏm nói, trong nhà có chuyện. Con muốn về xem sao, về mặt đã không còn đắc ý như cúc nãy nữa. Tín thân Vương Phi ngạc nhiên nhướng mày, chuyện gì vậy? Cần ta giúp đỡ thì cứ nói, bây giờ cho dù Thị không nói, cát nữa tín thân Vương Phi cũng sẽ nghe ngóng rõ ràng thôi. Trần Thị siết khăn tay, chuyện này không em được rồi, là quân sự trong nhà. Hôm qua không thấy về nhà, hình như đã gặp chuyện chẳng lành. Nghe Trần Thị nói vậy, mặt Đoàn Nhị Gia đứng bên kia tiền cắt không còn giọt máu. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.